Chế độ ăn nhiều mỡ thường được cho là nguyên nhân gây béo phì, bệnh tim và bệnh tiểu đường, tuy nhiên một nghiên cứu mới nhất cho thấy đường mới là mối nguy thực sự và cần phải cắt giảm. Sau nhiều năm chữa trị cho hàng ngàn bệnh nhân bị thoái hóa thần kinh, bác sĩ Richard Jacoby đã phát hiện rằng đường là thành phần xuất hiện trong hầu hết tất cả các trường hợp đường chèn và gây tổn hại dây thần kinh kết nối từ não đến cơ bắp và các cơ quan nội tạng. Ngoài ra, đường còn góp phần gây ra hai căn bệnh chết người khác là ung thư và bệnh tim do đóng vai trò quan trọng trong việc tạo thành khối u. Để giảm thiểu lượng đường trong khẩu phần hàng ngày, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên sử dụng chất béo lành mạnh như cá, thịt hay chất béo từ động vật ăn cỏ, đồng thời theo dõi lượng đường nạp vào cơ thể mỗi ngày.